Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, cái video trước thì mình cũng có làm một cái khu dân cư, một con hẻm ở trên. Theo lời hứa thì hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào cái con đường này. Mà mình cũng không biết nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu, tại vì mình cũng chưa đi bao giờ. Nếu quý vị có hứng thú thì cũng có thể đi theo chân mình, đi sâu vào mé trong kia, xem thử nó có cái gì, nó dẫn chúng ta đi đâu, và cảnh quan của hai bên con đường này nó sẽ như thế nào. Đây là khu vực dân cư An Sơn thuộc phường 4, thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Bên phía tay phải của chúng ta, những cái ngôi nhà dưới kia là khu dân cư, khu biệt thự An Sơn đó quý vị. Hiện tại bây giờ cái khu vực này cũng đang có một cái dự án, người ta đang xây dựng khu nghỉ dưỡng hay là khu biệt thự cao cấp gì đó quý vị. Mà bảo vệ thì chẳng hai bên đầu đường rồi, mình không được phép đi vào trong cái công trình người ta đang thi công đâu. Quý vị nhìn thấy trước mặt của chúng ta là những cái rặng núi và rừng đó quý vị, nếu như mình đi sâu vào trong kia. Còn hai bên đường này thì quý vị thấy đất trống còn rất là nhiều, người ta cũng không có trồng cây cối gì cả, cũng không làm nông nghiệp luôn. Đất này bỏ hoang, chắc có lẽ đang nằm trong một cái dự án gì đó quý vị, người ta chưa có triển khai. Đường ở đây cũng khá là khó đi, chỉ là con đường đất thôi quý vị, người ta chưa có đổ bê tông cũng như là không đổ nhựa luôn. Mình thấy có đường dây điện kéo vào trong kia, mình nghĩ ở trong đó đó có khá là nhiều nhà dân, chắc là một khu dân cư ở trong đó. Có nhà dân, thậm chí có nhiều căn nhà bị bỏ hoang nữa. Chỉ là những căn nhà lụp xụp cấp 4 thôi quý vị. Mình nghĩ đất đai ở trong này á là đất rừng, đất dự án gì đó quý vị. Khu vực này á thì nó cách trung tâm thành phố Đà Lạt, cách chợ đó đó quý vị, thì cũng tầm khoảng 5-6 cây số thôi quý vị ha. Và mình nghĩ đất đai ở trong này chắc có lẽ người ta cũng không có buôn có bán gì hết đâu quý vị ha. Tại vì mình thấy hai bên đường đó nhà dân rất là ít, và đất này có lẽ nhà nước không cho buôn bán gì đâu. Nó nằm trong dự án rồi. Từ đầu đường đến đây thì quý vị có thể thấy nhà cửa thì đa số là nhà lụp xụp, nhà tiền chế, thậm chí có nhiều căn nhà người ta chỉ quay tôn lại thôi và để ở. Có lẽ ở trong này không được phép xây dựng đâu. Tới đây là nó giáp ranh với khu vực cầu suối Tía đó quý vị, ở khu vực Hồ Tuyền Lâm đó. Và quý vị có thể thấy con đường vành đai người ta đang thi công ở những cái quả đồi đằng kia. Con đường vành đai này á thì người ta mới tiến hành thi công một cái đoạn ngắn thôi quý vị ha. Nếu như mà hoàn thành cái tuyến đường này á, chắc có lẽ thời gian cũng khá là lâu nữa.
Ở dưới này là một cái khu dân cư đó quý vị. À, có những căn nhà to lớn luôn đó chứ. Ở Đà Lạt đó quý vị ha, ngay cả khu trung tâm cho đến vùng ngoại ô, vùng ven. À, quý vị đi đâu đâu cũng có thể bắt gặp những khối nhà kính nhà lồng như thế này. À, không thể nào mà tránh được đâu quý vị. À, trừ trường hợp chúng ta đi vào rừng không có cái nơi mà sản xuất nông nghiệp á thì mới không có nhà kính nhà lồng thôi. Còn nơi nào mà người ta trồng rau trồng bông thì tất nhiên cũng có nhà kính nhà lồng hết. Hiện tại bây giờ để mà dẹp bỏ đi những khối nhà kính nhà lồng này á là một cái vấn đề vô cùng nan giải. Chính quyền của thành phố Đà Lạt cũng đang loay hoay, nói chung chưa có một cái phương án nào khả thi để thay thế cho cái khối nhà kính nhà lồng như thế này. Chính những cái nhà kính này á nó khá là nham nhở, với lại nó cũng làm ảnh hưởng đến môi trường, đến khí hậu của thành phố Đà Lạt cũng rất là nhiều. Đa số là những con đường đều là con đường cục đó quý vị. Bây giờ lên đây mình sẽ rẽ vào cái con đường khác thôi. Đi vào những con đường như thế này thì nó nhanh hư xe lắm quý vị ha. Với lại vỏ lốp rồi đó, chắc có lẽ nó cũng rất là nhanh mòn luôn. Và chạy trong những con đường như thế này thì nó rất là mỏi tay luôn quý vị. Nó nhồi, nó sốc, nói chung là nó nhảy giống như cóc luôn. À, đây cũng có rừng thông nhưng mà nó cũng ít thôi quý vị ha, không có nhiều. Một bên là khu dân cư và khu nông nghiệp, một bên là rừng thông. Nếu như mà đi sâu vào bên trong nữa thì rừng rất là nhiều. Những quả đồi mé bên kia là khu vực Hồ Tuyền Lâm rồi đó, khu Quảng Thừa. Nếu như mà băng qua quả đồi bên kia nữa là khu Quảng Thừa đó quý vị. Tuyến đường vành đai mới làm tới cái đoạn đằng kia thôi quý vị ha. Người ta đào núi bạc rừng rất là nhiều luôn. Mai mốt cái tuyến đường nó xong á thì khu vực này cũng rất là đẹp trong này. Không biết con đường này nó có xuyên xuống dưới khu vực đằng kia hay không, hay là con đường cục nữa. Chính xác rồi quý vị, đây là con đường cục rồi. Mình nghĩ mai mốt nó sẽ thông được xuống, nhưng mà hiện tại bây giờ có lẽ không có đi bằng xe máy xuống được đâu. Muốn xuống thì phải đi đi bộ rồi băng qua những cái mảnh vườn. Kính thưa quý vị, bây giờ đất đai bất động sản ở thành phố Đà Lạt á, từ thành thị cho đến nông thôn, không chỉ riêng Đà Lạt đâu, những tỉnh thành khác cũng vậy. Phải nói rất là mắc luôn. Bây giờ nhu cầu về sở hữu đất đai, nhà ở phải nói rất là cao. Chính vì vậy mà đất đai nó cũng tăng giá một cách phi mã. Những cái người nghèo, thu nhập thấp có lẽ cơ hội sở hữu nhà cửa nó trở nên xa vời và mong manh. Mình thấy bây giờ quỹ đất nó cũng còn khá là nhiều. Nói chung thì đất đai nó cũng không có mất đi và nó cũng không có sinh ra, nó cứ
còn miết như vậy. Quan trọng là người ta sử dụng cái quỹ đất có hợp lý hay không. Mình thấy có nhiều khu dự án, nhiều khu vực người ta để hoang hóa, và có nhiều dự án người ta treo từ năm này qua năm nọ. Thậm chí có nhiều dự án người ta xây xong những cái công trình gì đó, nhưng mà sau này người ta cũng bỏ hoang luôn và không sử dụng đúng mục đích. Nó gây lãng phí rất là nhiều, trong lúc thì người dân nghèo không có chỗ ăn chỗ ở. Quý vị đi vào khu vực Hồ Tuyền Lâm á, thì cũng có thể thấy những cái căn biệt thự đó. Người ta xây dựng xong phần thô rồi, nhưng mà để hoang hơn chục năm nay đó quý vị, cũng rất là lãng phí luôn quý vị ha. Không biết hiện tại bây giờ người ta cũng đang tiến hành sửa chữa để làm cái gì ở dưới đó. Nói chung mình rất là sợ chó, mà cứ gặp chó hoài thôi quý vị. Ở dưới này có một con nó đang chạy lên này này. Thôi mình quay ra lại thôi quý vị ha. Phải có chân lên thôi quý vị. Nó dí theo là nó cắn một cái thì phải đi chích đấy. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái đoạn clip vừa rồi. Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.